Hello, xin chào tất cả mọi người. Thương TV rất là vui, tự vì á quý anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Thương TV. Hôm nay á, video này mình sẽ chia sẻ về cái việc mua sắm Tết ở siêu thị Metro ngày hôm qua, cũng như những cái chia sẻ của mình về cái việc mà mua hàng ở những cái tiệm tạp hóa vào những cái năm trước. Thì ngày hôm qua mọi người, mình ban đầu thì mình chỉ được dự định là đến siêu thị Mega Market, tiền thân là tên là siêu thị Metro mọi người, ở Biên Hòa, để sắm vài cái bịch nước giặt đồ thôi à. Nhưng mà cuối cùng mình đã mua sắm tất cả tổng bill là 3 triệu 3. Trời ơi, mình mua đồ mà một xe hàng đầy luôn á mọi người ơi. Và mình đã phải gọi thêm một cái chiếc Grab Honda khác để nhờ cái anh Grab này chở một nửa số hàng hóa mình mua về chung cư. Và sau đó thì mình phải mất tới 3 lần mình mới di chuyển hết cái đồ mình mua đi lên trên nhà của mình đó mọi người. Phải nói là rất là mệt nhưng mà rất là vui. Và vui hơn nữa là hôm nay á, khi mà mình vào siêu thị Metro Market á, thì mình thấy cái không khí mà mua sắm, không khí lễ hội, không khí của Giáng sinh, không khí của Tết âm lịch của mình á, thì nó làm cho mình cảm thấy rất là phấn chấn. Và mặc dù dự định ban đầu là mình chỉ mua nước giặt thôi, nhưng mà cuối cùng là mình đã mua nào là bia nè, nào là bánh ngọt nè, rồi những cái đồ linh tinh chẳng hạn như là thức ăn cho chó, rồi quần sọt cho ông xã của mình, rồi vài cái đồ mà giảm giá bỉm sữa đồ cho cháu của mình. Trời ơi, mình mua nhiều lắm luôn á. Thứ nhất là mình nên mua sắm vào cái thời điểm này mọi người, tự vì cái thời điểm này á, thì mình có rất là nhiều thời gian để mình lên lịch, để mình nghĩ là những cái gì nên mua để sử dụng cho dịp Tết. Tự vì hôm nay chỉ là đúng một tháng nữa là Tết âm lịch của mình rồi, cho nên là mình không có còn nhiều thời gian để mà chần chừ trong việc đi mua sắm đâu mọi người ơi. Và hôm qua ví dụ như mình mua những cái bia bọt á, ha, thì cái giá của nó rất là rẻ, chẳng hạn như là một thùng bia Tiger á thì giá trong siêu thị Metro Market á là 366.000. Nhưng mà mình nghe một cái cô mà ở trong chung cư á nói là giá ở ngoài là 375.000 á mọi người ơi. Mình không biết là nếu như mà đợi tới cái thời điểm cận Tết mà mua thì cái giá của nó sẽ còn lên không biết là bao nhiêu nữa. Cho nên đối với mình á thì mua sắm sớm có rất nhiều cái tiện lợi, như là giá nó còn rẻ nè, rồi mình có thời gian để mà mình suy nghĩ coi cái nào mua, cái nào nên, rồi cái nào mình nên mua, cái nào không nên mua. Và sau cùng với là mình mua sắm sớm thì mình sẽ có nhiều thời gian để mà nhìn ngắm những cái thành quả, kiểu chẳng hạn như là ví dụ như tụi mình mua hoa đi, tụi mình sẽ có rất là nhiều thời gian ha, 1 tuần 2 tuần để mà nhìn ngắm cái hoa của mình, chứ không phải là đợi tới những người cận Tết mới mua thì lúc đó mình sẽ không có nhiều thời gian để mà ngắm ngắm Tết nữa mọi người. Đấy thì hôm qua sau khi mà mua xong á, tự dưng buổi tối á mình có đi ra ngoài đường, tại vì mình phải đem hàng hóa về cho ba mình á, thì nhà ba mình á là ở bên chợ đồn á, thì mình chạy ngang những cái tiệm tạp hóa cũ á, thì có một chút xao xuyến, tự vì á bây giờ á thì nó đã rất là thay đổi ha, nó rất là khác so với cái thời điểm 10 năm trước, 15 năm trước và 20 năm trước đó. Khi mà ngày xưa á, ba mẹ của mình nó đi sắm Tết á là chỉ mua sắm ở những cái tiệm tạp hóa gần nhà, nói là tiệm tạp hóa thôi mọi người ơi, chứ thực sự á, những cái nhà mà những bác mà bán ở chợ đồn á thì người ta bán rất là nhiều ha, rất là nhiều thứ đấy. Và bây giờ thì những cô chú bán những cái tiệm tạp hóa như vậy nó không còn nữa. Rồi chẳng hạn như vài ngày trước mình có mua bún riêu á, thì mình có hỏi thăm cô bún riêu á là cái tiệm tạp hóa đó của cái bà đó tên là bà Của là có còn bán hay không. Tự vì mình thấy là cứ đóng cửa miết á, thì cô bán bún riêu nói là cũng có bán nhưng mà bán ít thôi. Tự vì những cái người bán là người ta cũng già rồi mọi người, mà thật sự như cái tiệm tạp hóa đó ha, là theo như mình biết đó là từ cái thở mà mình 5 tuổi 6 tuổi á, lúc đó mình chuẩn bị vô lớp 1 á là người ta đã bán tạp hóa ở đó rồi. Rồi á sau mười mấy năm ha thì cái tiệm đó nó không còn là một cái nhà nhỏ nữa mà đã xây lên cái nhà 3 tầng ha, và hàng hóa thì chất đầy luôn. Coi như là ở ai mà ở chợ đồn á mọi người, ngày xưa á, khi mà hỏi mà đi mua món này món kia món nọ tả bỉm sữa hay là thuốc lá dầu ăn gì á, thì cái chỗ mà người ta mua là tiệm bà Của,
Tự gì á, tiệm của bà cổ này á là bán xuyên đêm luôn mọi người, mà bán rất là nhiều thứ, món gì cũng có. Nhưng mà bây giờ là sau, để mình nghĩ coi, sau 30 năm ha, sau 30 năm thì cái sự hoành tráng, cái thời mà thời điểm vàng của buôn bán của cái tiệm tạp hóa này là coi như là không còn nữa. Thì mình chỉ biết một điều là người ta không có còn bán nhiều là do họ già thôi, họ đã có tuổi cho nên họ không còn bán nữa ấy. Còn á, như những cái tiệm tạp hóa mà gần nhà của mình á, thì thật sự bây giờ người ta không có, mình nghĩ là không có cạnh tranh nổi mọi người. Tự vì ở ngã tư Chợ Đồn ha, hiện tại bây giờ ha, có một cái quãng đường chỉ chừng 2 cây số thôi mọi người, từ ngã tư mà vô tới nhà ba mình á, thì nó có, để mình nghĩ thôi, một cái Vinmart, một cái Bách Hóa Xanh. Mà thỉnh thoảng á, mình nghĩ á, mình có đi dò giá thì mình thấy là có những cái món mà ở trong Vinmart với Bách Hóa Xanh nó còn rẻ hơn tiệm tạp hóa ở ngoài, mọi người mình không biết làm sao, chắc có thể là do người ta canh chỉnh giá lên xuống theo ngày mọi người đó. Cho nên là bây giờ thì năm nay là mình bước qua tuổi 41 mọi người, và trong một cái khoảnh khắc mà mình đi mua sắm thì mình mới nhận ra là hiện tại á thì cái sức mua sắm nó cũng rất là cao ha, và hầu như là người ta không có nhiều sự lựa chọn nữa, mà chỉ có một cái lựa chọn duy nhất đó là mua sắm ở siêu thị hoặc là vô những cái tiệm Bách Hóa Xanh, Vinmart để mua sắm thôi, chứ người ta cũng không còn cái khái niệm mà mua ở tiệm tạp hóa nữa. Đấy, thì thật sự là vẫn còn những tiệm tạp hóa mọi người, chẳng hạn như là ở trên cái cung đường mình ở là đường Võ Thị Sáu ha, thì ở trong những cái khu mà đi phía bên trong á, những cái khu nhà biệt thự nha, ở phía bên trong của cái đoạn đường Võ Thị Sáu là mình thấy là vẫn có những cái nhà người ta bán tạp hóa. Nhưng mà thật sự nếu mà mua hàng mấy chỗ này á thì mình sẽ không có cái kiểu như là nhìn ngắm hàng hóa rồi. Đấy, cho nên là trong cái thời điểm hiện tại thì coi như là vô mua hàng ở trong siêu thị là một cái lựa chọn duy nhất ha, mà mình nghĩ thì cũng phải thôi. Thì thực sự là khi mà mọi thứ nó càng ngày càng phát triển ha, thì hay là có những cái sự quy hoạch rõ ràng ha, thì những cái tiệm tạp hóa như vậy sẽ không còn chỗ đứng nữa. Tự nhiên hôm nay mình chia sẻ những cái điều nào nó hơi lan man, nó hơi hơi chủ quan của mình tí, nhưng mà gần Tết ở mọi người, mình muốn nhắc nhở mọi người là có mua sắm gì mua sớm sớm mọi người ơi, tại vì chỉ còn có 30 ngày đúng nữa thôi là Tết rồi đó. Hình như không tới 30 ngày nữa, Tết là ngày 21 tây tháng 1 đúng không, hôm nay là ngày 23 rồi, là chỉ còn có 28 ngày nữa thôi là Tết rồi mọi người ơi. Cho nên là có mua sắm gì thì mua sớm nha. Và bản thân mình đó là mình có một cái giới thiệu là có mua gì vô metro mua mọi người, tại vì giá bia hiện tại trong metro giờ nó còn rẻ hơn ở ngoài đó. Ok, Hương TV cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã theo dõi video của Hương TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye. Meow meow.